mến, chào các em. Hôm nay chúng ta lại bắt đầu tiếp tục cái loạt bài để ôn tập cho các em để vào trong chương trình luyện thi cũng như chuyển cấp và hoặc là thi vào cái đầu của các chương trình thi về đại học. Và hôm nay là một trong những bài mà chúng ta sẽ phải để ý hết sức nhiều trong tiếng Anh. Đó là cái bài sau đây các em nhìn vô. Bài về Jordan. Jordan là gì các em? Trước tiên thầy, trước khi vô Jordan, thầy khái niệm các em một cái này. Ví dụ như là trong tiếng Anh, hai động từ đi liền với nhau, đi liền nhau, thì nó xảy ra trường hợp nào các em? Ví dụ, trường thứ nhất, ví dụ động từ muốn là want và động từ buy là mua. Vậy, hai động từ đi liền nhau như thế, thì nó xảy ra các trường hợp nào các em? Có ba trường hợp nó xảy ra. Thứ nhất, giữa hai động từ đi liền nhau, thì nó có to ở giữa. Ví dụ, tôi muốn mua căn nhà này. I want to buy this house. Có chữ to ở giữa. Và loạt bài, loạt thứ hai, trường thứ hai, động thứ nhất đòi hỏi động từ theo sau phải tiếng Minh. Mà hôm nay chúng ta bắt đầu đụng phải. Thí dụ, như là tôi ngưng nói chuyện, mình đang nói chuyện trong lớp, thấy thầy giáo vô, ngưng nói chuyện. I stop talking. Động từ đòi hỏi động từ theo sau phải tiếng Minh. Và trường hợp thứ ba, động từ thứ nhất đòi hỏi động từ theo sau túc từ của nó, động từ giữ nguyên mẫu, không to và không in. Thí dụ, để tôi đi, let me go. Đấy, trong giữa hai động từ đi liền với nhau, ta có ba trường hợp xảy ra như thế. Trường hợp đầu tiên, người ta gọi là to infinitive, tức là động từ nguyên mẫu có to ở đằng sau, chiếm rất nhiều trong tiếng Anh của mình. Trường hợp đó, thầy sẽ đề cập đến sau, và chiếm rất nhiều. Còn trường thứ hai, hôm nay thầy đặt đề cập tới Jordan, tức là động từ thứ nhất đòi động từ theo sau phải thế minh, hoặc những cụm từ đi đầu đi trước đòi hỏi động từ theo sau phải thế minh. Rất hay sử dụng trong các bài thi và trong quá trình học tập của các em, cũng như là trong sinh hoạt hàng ngày. Hôm nay thầy bắt đầu bước vô loạt bài Jordan của các em. Còn các phần động từ nguyên mẫu không to đằng sau đấy, thì ta sẽ khảo sát sau. Và ta đi thẳng vô bài hôm nay chúng ta là Jordan, tức là động từ nhất đòi động từ theo sau phải thế minh. Nó nhìn hết như thế nào các em? Chúng ta bắt đầu bước vào. Trước tiên Jordan thầy định nghĩa, definition, định nghĩa này. Jordan is a verb used as a noun. Jordan là một động từ được dùng như là một danh từ. Như vậy cái từ Jordan nghĩa là tiếng Việt mình là gì các em? Mình tạm dịch là danh động từ. Tức là nó động từ thế minh và đằng sau được gọi là danh động từ. Đó. Tức là Jordan là một động từ được dùng như là một danh từ. Như là một danh từ các em nhé. Mà động từ thế minh như thế thì nó dùng như vậy. Và tiếp tục các em nhìn thấy bài. Jordan is also called verbal noun. Đó. Jordan thì cũng được gọi là verbal noun. Tức là danh động từ. Tức là noun là danh từ, verbal là động từ. Và tắt là danh động từ. The form of gerund, hình thức của gerund and present participle và hiện tại hoàn thành is the same, thì giống như nhau, như nhau. Giống như nhau tức là làm sao? Là động từ cộng thêm in. Xem lại cái bài số 1, bài các thì của chúng ta. Thì hiện tại tiếp diễn chẳng hạn, thì chúng ta có y, em, ia cộng động từ thêm in. Đó, giống như là hình thức như thế. Thì gerund cũng như thế. Và hình thức của nó, the form of Jordan and present participle is the same, thì giống nhau. However, tuy nhiên, their use are different. Cách dùng của chúng thì khác nhau. Đấy. Vậy, tóm lại, cái Jordan là gì? Mình đã tưởng tượng là Jordan là động từ thêm in, dùng để thay thế cho, được dùng như là một danh từ vậy. Và chúng ta bắt đầu bước vô khảo sát phần đầu tiên. Thí dụ, example of Jordan. Các thí dụ về Jordan là các em. Thí dụ, learning English is not difficult. Học tiếng Anh thì không khó. Tôi mở đầu bằng một từ học với các em. Thì trong tiếng Anh thường các động từ mà mở đầu, người ta động từ thêm in. Learning English is not difficult. Hoặc là ở dưới là gì? Reading is my hobby. Đọc sách là sở thích của tôi. Thí dụ như thế. Và cái động từ đi đầu các em nhớ, trong tiếng Anh động từ mở đầu một câu làm chủ từ câu sau thì động từ đó thường thêm in. Và trên bảng kem ở trên bảng trên kem nhìn thấy màn hình learning English, đó học tiếng Anh động từ thêm in.
Đó là cách thí dụ của Jiren. Vậy learning là Jiren và reading là Jiren, tức có nghĩa là danh động từ làm chủ từ cho các đầu đường sau. Ta qua tiếp cái thứ hai các em nhé.